Kính thưa toàn thể nhân dân, đất nước đang tưng bừng rộn rã vào xuân, khắp dải non sông tươi đẹp của chúng ta đón chào năm mới xuân Giáp Thìn 2024. Hơi thở mùa xuân đang lan tỏa khắp nơi nơi, mang lại nguồn sinh khí bất tận cho vạn vật, báo hiệu thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đã đến. Niềm vui ngập tràn của đất trời và lòng người trước những thành tựu to lớn của đất nước. Năm 2023 được ghi dấu với nhiều biến động, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, tác động bất lợi đến Việt Nam. Bên cạnh thời cơ, thuận lợi, chúng ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách. Song nhờ sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn đảng, toàn dân, toàn quân và của cả dân tộc, cùng với sự kiên trì, sáng tạo, dũng cảm, chúng ta đã vượt qua và đạt được những dấu ấn nổi bật. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta vẫn đạt 5,05%, gấp 1,68 lần mức tăng chung của kinh tế thế giới. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2023 tăng 3,25% so với năm 2022, được kiềm chế dưới ngưỡng Quốc hội đề ra. Thu ngân sách nhà nước vượt 6% dự toán cả năm, bộ chi ngân sách nhà nước ở mức 0,14% GDP, thấp hơn rất nhiều mục tiêu Quốc hội giao là 4,42% GDP. Có thể nói, kinh tế Việt Nam đang vững vàng, vượt cơn gió ngược là điểm sáng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhìn chung còn rất ảm đạm. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nền kinh tế nước ta cơ bản đã vượt qua giai đoạn cam go của thời kỳ đại dịch COVID-19 và hậu đại dịch. Quy mô tiềm lực của nền kinh tế không ngừng được mở rộng. Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm. Đời sống nhân dân được bảo đảm và từng bước được nâng cao cả về vật chất và văn hóa tinh thần. Vai trò quan trọng của văn hóa, đặc biệt là giữ gìn các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc đối với sự phát triển bền vững của đất nước ngày càng được nhận thức rõ ràng. Chúng ta đang tập trung xây dựng các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và con người Việt Nam thời kỳ mới. Diện mạo đất nước từ thành thị đến nông thôn không ngừng đổi mới. Quốc phòng an ninh được giữ vững tăng cường, quan hệ đối ngoại tiếp tục được thúc đẩy. Công tác xây dựng đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt từ trung ương đến địa phương, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực. Niềm tin của nhân dân được củng cố và tăng cường. Những thành tích đạt được trong năm 2023 là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Kết quả đó chính là tiền đề cơ sở quan trọng để tạo đà và động lực cho đất nước tiếp tục viết nên những trang sử mới trong năm 2024, nằm bản lề vô cùng quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Quá khứ, hiện tại và tương lai đang hòa quyện, tạo thành một động lực mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thế nước đang mở, mang hùng khí của những chiến công năm xưa và chúng ta sẽ tạc dựng những mốc son mới trong công cuộc kiến tạo đất nước hôm nay. Công cuộc đổi mới của Việt Nam được bạn bè thế giới dõi theo từng bước với hy vọng một dân tộc đã anh dũng đấu tranh giành độc lập tự do thì nhất định sẽ vươn lên mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển đất nước. Mỗi mùa xuân lại nối thêm những nhịp cầu bắc tới tương lai. Em đón anh về Hải Phòng đường hoa đầy nắng, những con sóng biển xanh gió mát lành, hải âu treo nghiêng đón chào người bạn mới, thắm sắc phương hồng ước hẹn ngày chúng đôi. Hải Phòng quê em mừng vui đón xuân về, nghe câu hát đúng người ơi lại, thủy nguyên xe duyên bắt đầu từ ngày ấy, nghe sóng du tình mặn mà cát bà nhộn nhịp vui. Hải Phòng ơi quê mình mặn mòi vương khói, người Hải Phòng
đậm tình son sắt thủy chung, thương bóng cha màu da luôn xám mặn, mẹ ân tình khâu vai nẹp gióng thưa. Hải Phòng ơi quê mình, chàng trình vắng danh đón anh về Vĩnh Bảo, đường nối thôn quê thăm kiến an rừng thông reo khúc nhạc. Hải Phòng thanh thang thương mến đón anh về. Kính thưa toàn thể nhân dân, thành phố thân yêu của chúng ta đón xuân về trong tiết trời ấm áp, khi hoa lá đã đâm trời nảy lộc. Chúng ta hân hoan nắm tay nhau chúc mừng đất nước, chúc mừng thành phố đổi mới toàn diện, chúc mừng bước chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2023 của thành phố Hải Phòng. Với chủ đề đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện chuyển đổi số. Năm 2023, trong thành tựu chung của cả nước, thành phố Hải Phòng đã có những đóng góp quan trọng. Đảng bộ, quân và dân thành phố với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao, phát huy truyền thống trung dũng, quyết thắng, tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Trung ương, Hải Phòng tiếp tục là điểm sáng của cả nước trên nhiều lĩnh vực, vừa giữ vững nhịp độ phát triển kinh tế xã hội, vừa bảo đảm quốc phòng an ninh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố đạt 10,34%, có 14 trên 19 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, là địa phương dẫn đầu cả nước thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 3,5 tỷ đô la Mỹ. Sản lượng hàng qua cảng đạt 170 triệu tấn, thu ngân sách trên địa bàn khoảng 102.600 tỷ đồng, thu nội địa ước đạt 42.500 tỷ đồng. Thành phố hoàn thành hai nhiệm vụ quan trọng khi đồ án quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đặt nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ của thành phố trong tương lai. Nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh xã hội được tăng cường, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm. Công tác điều hành ngân sách hết sức linh hoạt, chủ động, hiệu quả cao. Bố trí vốn cho các dự án đầu tư công, xây dựng cải tạo nhà ở và tặng quà dịp lễ Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo. Những dự án đô thị, du lịch, công trình hạ tầng giao thông lớn mang ý nghĩa chiến lược của thành phố được quan tâm chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ, triển khai khẩn trương như Trung tâm Chính trị Hành chính và Trung tâm Hội nghị biểu diễn thành phố tại khu vực Bắc Sông Cấm, cầu Lại Xuân, nút giao thông khác mức tại ngã ba đường Tôn Đức Thắng với quốc lộ 5, xây dựng các bến cảng nước sâu tại Lạch Huyện, cầu Bến Rừng, khu công nghiệp Tiên Thanh và các cụm công nghiệp tại huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão. Thành công ấy đến từ những quyết sách đúng đắn của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục được cụ thể hóa thành 29 nhiệm vụ cấp thiết, trọng tâm và nhiều khó khăn phải vượt qua, hoàn thành cho đến hết nhiệm kỳ 2020-2025. Tinh thần quyết tâm đổi mới trong phương thức lãnh đạo chỉ đạo được lan tỏa tới các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương, nhất là trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu có tinh thần trách nhiệm, tự hào được gánh vác trọng trách được giao. Trong tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh, dẫu gặp không ít khó khăn trở ngại, song với tinh thần đoàn kết sáng tạo cùng với khát vọng vươn ra biển lớn, Đảng bộ, quân và dân thành phố có quyền tự hào về những thành tích đã đạt được trong năm 2023. Bằng sức mạnh nội lực được Đảng, Nhà nước quan tâm, được nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ, vị thế của thành phố ngày càng được nâng cao, Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng phấn khởi tin tưởng bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2024 với chủ đề đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và chuyển đổi số. Mừng xuân mới, mừng Đảng quang vinh 94 mùa xuân. Trong chặng đường vẻ vang đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân làm nên biết bao kỳ tích vĩ đại, đem đến mùa xuân vĩnh cửu trường tồn cho dân tộc.
Đó là nguồn động lực vô cùng to lớn, thúc đẩy chúng ta vượt qua mọi thử thách cam go, nắm bắt thời cơ, năng động, sáng tạo. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đoàn kết nỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024, từng bước đưa Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mùa xuân lại về trên thành phố hoa phượng đỏ, Hải Phòng đang cùng cả nước bước vào thời kỳ mới, đầy năng động và triển vọng, nhưng cũng không ít trở ngại, khó khăn. Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ thành phố thành một trung tâm kinh tế là pháo đài bất khả xâm phạm về quốc phòng an ninh, đặt ra cho lực lượng vũ trang thành phố một vị trí mới với tầm cao mới. Vui xuân mới, lực lượng vũ trang thành phố luôn mài sắc ý chí chiến đấu, không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Và trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố nguyện một lòng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, gương mẫu đi đầu, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, viết tiếp những trang sử hào hùng của thành phố Cảng trung dũng, quyết thắng. Em đón anh về Hải Phòng đường hoa đầy nắng, những con sông biển xanh gió mát lành, hải âu treo nghiêng đón chào người bạn mới, thắm sắc phương hồng ước hẹn ngày chúng đôi. Hải Phòng quê em mừng vui đón xuân về, nghe câu hát đúc người ơi người ở lại, thủy nguyên xe duyên bắt đầu từ ngày ấy, nghe sóng du tình mặn mà cát bà nhộn nhịp vui. Hải Phòng ơi quê mình mặn mòi vương khói, người Hải Phòng đậm tình son sắc thủy chung, thương bóng cha màu xa luôn xám mặn, mẹ ân tình không phải nẹp sóng thưa. Hải Phòng ơi quê mình chàng trình vắng danh đón anh về, vĩnh bảo đường nối thôn quê, thăm kiến an rừng thông reo khúc nhạc, Hải Phòng thanh thang thương mến đón anh về. Kính thưa toàn thể nhân dân, chỉ còn ít phút nữa, chúng ta sẽ chia tay năm Quý Mão 2023 để đón chào những giây phút đầu tiên của năm Giáp Thìn 2024. Trong thời khắc thiêng liêng của đất trời, chúng ta vui mừng được thưởng thức chương trình pháo hoa đặc sắc. Đây là sự quan tâm đặc biệt của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và các đơn vị trên địa bàn thành phố đối với đời sống tinh thần của nhân dân. Với chủ trương xã hội hóa, các tổ chức đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã đóng góp tài trợ kinh phí hơn 12 tỷ đồng, tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón giao thừa, mừng năm mới, tổng số 12 điểm bắn kết hợp pháo hoa tầm cao với pháo hoa tầm thấp tại bờ hồ Tam Bạc, trung tâm triển lãm và mỹ thuật thành phố, bờ hồ An Biên, trụ sở huyện ủy Thủy Nguyên, sân vận động và nhà thi đấu đa năng huyện Vĩnh Bảo, sân vận động huyện Tiên Lãng, nhà văn hóa thiếu nhi và bờ hồ huyện An Dương, khu cầu cảng Cát Bà, huyện Cát Hải, trung tâm hành chính quận Dương Kinh, bến đua thuyền rồng huyện Kiến Thụy, bờ hồ Hạnh Phúc, quận Kiến An, sân vận động Đầm Vuông, quận Đồ Sơn, nhà thi đấu đa năng huyện An Lão. Chủ đề chương trình bắn pháo hoa đón giao thừa năm nay là mừng Đảng, mừng xuân, mừng Hải Phòng phát triển tăng tốc bứt phá. Chương trình được chia làm 3 phần. Phần 1, mừng Đảng quang vinh, thời gian 5 phút. Bắt đầu là những loạt pháo hoa màu đỏ vút lên bầu trời, báo hiệu thời khắc chuyển giao sang năm mới. Những luồng ánh sáng như vầng dương chói lọi, tượng trưng cho ánh sáng của Đảng Cộng sản Việt Nam soi đường ta đi tới.
Tiếp theo là những chùm pháo hoa như những bông hoa hướng dương, hoa cúc vàng, cúc trắng, hoa lộc bừng cánh đỏ hòa quyện vào nhau, tạo thành dòng ánh sáng tuôn chảy trên bầu trời, hòa lẫn với mưa bạc, mưa vàng, như ý chí, niềm tin của toàn đảng, toàn dân, toàn quân vững đi theo đảng. Phần 2, xuân về trăm hoa đua nở, thời gian 5 phút. Chúng ta sẽ được chứng kiến hàng vạn bông hoa đào, hoa mai đua nở giữa bầu trời thành phố với muôn sắc màu rực rỡ, cho ta một khung cảnh hoành tráng, liên tưởng đến sự đoàn kết, sáng tạo và phát triển mạnh mẽ của các cấp, các ngành, các địa phương, các thành phần kinh tế của thành phố trong những năm qua, tạo cho chúng ta liên tưởng một sức sống mới, niềm tự hào và ý chí vươn lên mạnh mẽ, tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đã và đang biến ước mơ vươn ra biển lớn của thành phố chúng ta trở thành hiện thực. Phần 3, Hải Phòng bừng sáng miền cửa biển, thời gian 5 phút. Trước mắt chúng ta là sắc màu rực rỡ như hàng vạn ánh sao, tạo thành những sóng vàng lấp lánh trên bầu trời của những bông hoa hồng, hoa cúc, hoa mẫu đơn, hoa hướng dương, làm chúng ta liên tưởng đến tình yêu và những ước mơ khát vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân ta, và cũng là niềm tin một năm mới tràn đầy niềm vui hạnh phúc, tin ở năm mới với những thắng lợi mới, những cách làm sáng tạo hiệu quả. Tin tưởng với những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố sẽ giành được trong năm 2024, thành phố Hải Phòng sẽ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kính thưa toàn thể nhân dân, tự hào được Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho nhiệm vụ bắn pháo hoa, phục vụ nhân dân vui đón Xuân Giáp Thìn 2024. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã chỉ đạo các cơ quan và Ban Chỉ huy Quân sự các quận huyện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, các lực lượng chức năng của thành phố và các địa phương, làm tốt công tác chuẩn bị để chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa đón mừng năm mới diễn ra đúng thời gian, vui tươi, an toàn tuyệt đối. Nhân dịp đầu xuân năm mới, kính chúc toàn thể nhân dân một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.